Những ngày cận kề với dịp lễ kỷ niệm mùng 2 tháng 9, công trình sửa chữa lát đá xung quanh Hồ Gươm đang được đẩy nhanh tiến độ, gấp rút hoàn thành. Đây là một trong những hạng mục của đề án chỉnh trang Hồ Gươm đã được thành phố phê duyệt. Việc lát đá vỉa hè đang được thực hiện với điều kiện đã hạ ngầm hệ thống dây nổi, đồng bộ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm. Các công trình kiến trúc hai bên đường đã được xây dựng ổn định, đồng bộ với việc cải tạo chỉnh trang mặt tiền các tuyến phố. Loại đá được sử dụng để lát vỉa hè Hồ Gươm là đá hoa cương, có ưu điểm chống trơn trượt, độ bền cao. Sau 2 tháng thi công, một số đoạn vỉa hè như đoạn song song với phố Lê Thái Tổ, đền Ngọc Sơn và cầu Thế Húc đã cơ bản hoàn thành, mang đến một diện mạo mới cho Hồ Gươm. Hạng mục lát đá lối đi vòng ngoài Hồ Gươm đã hoàn thành khoảng 80%. Dự kiến trong tháng 9 sẽ hoàn thiện chỉnh trang bồn hoa, tiêu cảnh để bàn giao công trình. Chia sẻ với phóng viên chúng tôi, công nhân đang làm việc tại đây cho biết, mỗi ngày có khoảng gần 200 người hoạt động, cả ngày cả đêm để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc lát đá. Ban ngày sẽ lát đá thô và ban đêm sẽ đi lạnh mạch cho vỉa hè. Quanh khu vực lát đá có khoảng 7 quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm giám sát thi công và 17 đội công nhân chia làm các mũi hoàn thiện. Những người dân thường xuyên đi dạo, đi tập thể dục xung quanh Hồ Gươm cũng cho biết, chủ trương của thành phố cho lát đá mới lại vỉa hè là rất cần thiết vì thời gian gần đây, khu vực vỉa hè Hồ Gươm đã xuống cấp trầm trọng. Người dân rất vui mừng, phấn khởi khi Hồ Gươm được nâng cấp, chỉnh trang, xứng đáng với hình ảnh là một trong những biểu tượng của thủ đô Hà Nội.